Suy giáp là hội chứng đặc trưng bằng tình trạng suy giảm chức năng tuyến giáp, sản xuất hormone tuyến giáp không đầy đủ so với nhu cầu của cơ thể, gây nên tổn thương ở các mô, cơ quan, các rối loạn chuyển hóa trên lâm sàng và xét nghiệm. Suy giáp có thể biểu hiện bằng các hình thái khác nhau, tùy thuộc vào tuổi bệnh nhân và vào mức độ giảm tiết hormone giáp trạng. Độ tuổi có vai trò quan trọng về mặt biểu hiện của bệnh. Bệnh thường gặp ở phụ nữ, chiếm tỷ lệ 2%, trong khi ở nam giới chỉ có 0,1%. Suy giáp bẩm sinh gặp ở 1/5.000 trẻ sơ sinh. Khi bệnh còn nhẹ thường ít được lưu ý nên hay bị bỏ sót. Vì vậy, bệnh nhân thường đến với thầy thuốc khi bệnh cảnh lâm sàng đã rõ. Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong một số chương trình của Nhịp cầu sức khỏe, chúng tôi có chia sẻ với quý vị và các bạn về bệnh suy tuyến giáp. Và có thể nói rằng trong những đối tượng mà suy tuyến giáp hay hỏi thăm thì phụ nữ là một trong những đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là những phụ nữ ở độ tuổi mang thai hoặc là những phụ nữ ở độ tuổi trung niên cũng rất dễ bị mắc bệnh suy tuyến giáp. Vì vậy chương trình hôm nay chúng tôi xin được dành trọn thời lượng để bác sĩ khách mời của chương trình sẽ cùng chia sẻ với quý vị khán giả, đặc biệt là chị em phụ nữ. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Hương Củng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên của một khán giả: tôi đang mang thai 24 tuần và phát hiện mình bị suy giáp. Tôi cảm thấy rất hoang mang, một mặt thì lo lắng cho sức khỏe của mình, một mặt thì lo cho sức khỏe của đứa con trong bụng. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi về phương pháp điều trị thế nào để an toàn cho cả hai mẹ con. Vâng, như vậy là cái lo lắng của bạn rất là đúng. Tại vì một cái người phụ nữ bình thường mang thai cũng đã phải lo lắng rồi. Lo lắng thai làm sao phát triển đều đặn, rồi lượng nước ối làm sao cho không quá ít, không có nhiều, rồi cái phát triển của thai làm sao cho các cái thời gian, các cái tuần ấy nó phải tương ứng với sự phát triển của thai, vân vân. Thì đấy là cái lo lắng rất là chính đáng. Thì bây giờ đối với bạn là thai được 24 tuần, tức là được 6 tháng. Và nếu như 6 tháng bây giờ mà chắc là tôi đoán là bây giờ các bạn cũng có đi siêu âm mà thấy thai nó phát triển bình thường, như vậy là tương đối an tâm. Tuy vậy thì mình cũng phải đề phòng những cái tai biến, những cái dùng chữ tai biến thì không đúng lắm, những cái mà có thể trong cái quá trình từ bây giờ đến lúc sinh nở nó có thể là ảnh hưởng. Vâng. Thì thứ nhất là có thể là gây ra cái tiền sản giật và nhiễm độc thai nghén, thì bạn nên đến bạn tư vấn của một cái bác sĩ chuyên về sản phụ khoa để người ta tư vấn cho bạn nên có những cái gì. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tuy vậy thì bây giờ người ta đã tính là khi mà người bị cái suy tuyến giáp, thậm chí là cái lúc mà cái người mà có cái mang thai thì cái nhu cầu tất cả các thứ nó đều tăng lên. Thì bây giờ trong cái điều trị của bạn, bạn chú ý thứ nhất là nếu như bạn đang điều trị bằng tân dược, mà bây giờ cái an toàn nhất cho người phụ nữ mang thai đấy là LT4, thì liều lượng của bạn nó phải tăng hơn lúc bình thường là từ 25-50%. Là vì với cái lượng ấy thì nó mới đủ để vừa cho bạn lại vừa cho thai. Yeah. Đấy. Cái thứ hai là bạn phải ăn uống cho nó đủ cả cái chất. Như tôi nói là cái thực phẩm đại thể và vi thể, dinh dưỡng đại thể và dinh dưỡng vi thể là glucid, lipid, protein phải là nó đầy đủ và cung cấp đều đặn thường xuyên ở đấy. Cái thứ hai là vi thể, tức là ăn nhiều rau củ quả để nó cung cấp các cái hoạt chất sinh học, để cung cấp các cái yếu tố vi lượng, để cung cấp các cái vitamin vân vân, để giúp cho cái điều chuyển hóa của bạn, cho cả bạn và cái thai nó tốt. Đồng thời bạn nên ăn những cái thực phẩm có nhiều iốt như là hải tảo, như là thực phẩm có cái màu xanh đậm, rồi các cái đồ biển, để nó cung cấp nhiều iốt, cung cấp cái nguyên liệu để tạo cái tiroxin cho nó tốt. Và như vậy thì là gì, tăng cường được
cái sức khỏe của cái tế bào tuyến giáp, tức là tăng cường được cái chức năng của tuyến giáp, tức là làm cho cái hoạt động của tế bào tuyến giáp nhiều hơn thì tyrosine T4 nó nhiều hơn đấy. Nếu như mà có điều kiện thì bạn có thể kết hợp sử dụng thêm những cái sản phẩm mà cung cấp iốt mà lại có nguồn gốc từ thảo dược. Vâng, chúng tôi cũng rất là chia sẻ với khán giả nữ mà vừa gửi câu hỏi chương trình. Bởi vì thực ra thì với phụ nữ khi mà mang thai thì ngoài cái sự sung sướng và tự hào của một người chuẩn bị làm mẹ, nó cũng đi kèm với những cái nỗi lo rất là lớn, nhất là khi mình lại có một cái bệnh nào đó. Nhưng mà tôi cũng mong là bạn cũng yên tâm lạc quan, bởi vì bây giờ chúng ta cũng có rất nhiều những cái phương pháp điều trị mà các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn để bạn có thể giữ gìn được sức khỏe cho mình, đồng thời thai nhi cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chúc cho hai mẹ con bạn sẽ mạnh khỏe. Chúng tôi xin được chuyển sang câu hỏi khán giả khác. Tôi được biết khi phụ nữ mà mắc suy giáp thì có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Xin hỏi bác sĩ cơ chế nào dẫn đến hậu quả này? Câu hỏi này của bà cũng hay, và cũng cứ như là ông cụ trồng xoay đấy, đá đấy. Tức là vì cái tuyến giáp nó ở cổ, mà bây giờ lại cái chuyện suy giảm chức năng sinh sản thì nó lại ảnh hưởng tới cái đấy. Thì thứ nhất là như tôi vừa nói ở phần trên ấy, thì cái ống môn của tuyến giáp nó liên quan gần hết như toàn bộ của cơ thể, và nó có kể cả liên quan tới cái tuyến sinh dục. Vì thế cho nên nếu như ở cái người nam ấy, khi mà tuyến giáp suy thì người ta thấy là cái ống môn của nam cũng ảnh hưởng, và từ đấy cái khả năng sinh lý sinh dục nam của người đàn ông ấy cũng kém hơn bình thường. Và đối với người phụ nữ, ở đây ta đang nói về nữ mà, thì ta dành ưu tiên là nói về nữ nhiều hơn. Thì đối với người phụ nữ thì người phụ nữ lại vừa có cái tuyến nội tiết của nữ này, lại vừa nó đặc biệt hơn là hàng tháng thì lại có cái kinh nguyệt này, rồi lại có cái tư thiên chức là mang thai này, rồi sinh đẻ này, rồi làm mẹ này, rồi cho con bú này. Đấy, tất cả những cái chuyện ấy nó làm cho cái sự liên hệ giữa cái tuyến giáp với người phụ nữ nó nhiều hơn. Và đặc biệt là khi mà tuyến giáp nó suy, nó kém đi thì ảnh hưởng tới cái kinh nguyệt của người phụ nữ, là vì hai cái nó có liên quan với nhau. Và đặc biệt là cái suy cái tuyến giáp nó có thể gây cái hiện tượng vô sinh đối với người phụ nữ. Tại làm sao? Là vì khi suy tuyến giáp thì nó ức chế cái rụng trứng. Mà ta biết muốn có thai thì phải có trứng rụng, gặp tinh trùng ở 1/3 ngoài của vòi trứng. Rồi lúc ấy nó về vào tử cung, nó làm tổ, rồi mới lớn lên, nó mới 9-10 ngày mới sinh con. Nhưng bây giờ không có cái hiện tượng rụng trứng, hoặc cái hiện tượng rụng trứng ấy nó lại là chảnh mạng, nó lại không có đều đặn, thì cái cơ hội để gặp cái tinh trùng nó lại khó hơn. Vì thế cho nên dễ có cái chuyện vô sinh hơn. Đấy, cho nên cái câu hỏi của bạn rất là tế nhị, thì tôi xin trả lời như vậy. Vâng. Như vậy có thể nói rằng đúng là cũng rất là thiệt thòi cho người phụ nữ, đúng không ạ? Vâng. Không phải chỉ trong bệnh này, tôi thấy nhiều bệnh khác cũng vậy. Vâng. Nhất là trong suy tuyến giáp thì theo cái con số thống kê cho thấy là cái tỷ lệ mà nữ giới mắc bệnh suy tuyến giáp bao giờ cũng cao hơn nam giới. Cho nên một khán giả mới hỏi là tại sao lại có hiện tượng như vậy? Vâng, cái này thì ở cái phần vừa rồi tôi cũng đã nói một tí rồi. Nhưng mà rõ ràng hai cái cơ thể của người nam và người nữ đều là con người, đều là có răng, có tóc, có mặt, có mũi. Nhưng mà cái hoạt động của con người ta lại phụ thuộc vào các cái hệ thống nội tiết và hệ thống ốc môn. Và cái đặc biệt khác của người phụ nữ, như chị Thảo Vân nói, là rất là tự hào, rất là sung sướng. Mà những cái ấy đôi khi người đàn ông không có được. Vâng. Là vì mình làm mẹ, mình chăm óc, ôm ấp đứa con từ khi lúc lọt lòng. Thậm chí có thể lúc mà nằm với con để nhìn con nó cười một ở cái trẻ thơ. Đôi khi nó sướng lắm, mà đôi khi người đàn ông không thể có được. Đấy. Nhưng mà lại đi kèm vào những cái rối rắm rối của cái chuyện mà nào là nội tiết, nào là ngoại tiết, rồi nào là kinh nguyệt. Đấy, hai cái ấy nó thường đi với nhau. Và có lẽ trời cũng công bằng thôi.
tức là được hưởng nhiều cái hạnh phúc thì cũng phải chịu nhiều cái lo lắng. Vì thế cho nên quay trở lại ở đây, tức là cái tỷ lệ tính ra là 2% là người nữ thì chỉ 0,1% là người nam thôi, chính là do cái cấu tạo của người phụ nữ, do cái thiên chức của người phụ nữ, do cái nội tiết của người phụ nữ, rồi thậm chí tới người phụ nữ còn thiệt thòi như thế này, là đến khoảng 45-50 tuổi thì có cái hiện tượng là giảm cái estrogen, tức là tiền mãn kinh, sau đấy mãn kinh rồi hậu mãn kinh. Nhưng mà ở cái tiền mãn kinh là nó cái estrogen nó thụt hẳn thế này, cho nên người phụ nữ hoang mang, rồi là là đau đầu, rồi là chóng mặt, rồi là đá thúng đụng như rất là nhiều các thứ. Người đàn ông thì lại không thế, người đàn ông thì nó lại có giảm, nhưng nó thì giảm từ 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 từ, cho nên cả ông nó cứ ok thôi chứ chả có vấn đề gì cả. Ở đấy người phụ nữ thiệt thòi đấy, chính những cái khác biệt đấy để làm cho một số bệnh lý, trong đấy có cái bệnh lý của tuyến giáp trạng nó ở người nữ nó nhiều hơn. Vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ thì đúng là có những cái bệnh mà hoàn toàn có thể cũng do tạo hóa, cấu tạo ngay từ đầu như vậy. Nhưng có lẽ là cũng những người phụ nữ khi mà hiểu rõ vấn đề này, người ta cũng vẫn sẵn sàng đánh đổi, đúng không ạ? Bởi vì để người ta được nhận những cái hạnh phúc lớn lao hơn. Và sau đây chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi một clip để phân biệt về cái việc mà bệnh suy tuyến giáp ở nam và nữ như thế nào. Bệnh nhân thường có các triệu chứng mệt mỏi không rõ nguyên nhân, tăng cân dù ăn uống kém, hội chứng da, niêm mạc, da khô, vàng sáp, giảm tiết mồ hôi, rụng lông tóc, khàn giọng, lưỡi to, dày, hội chứng thần kinh cơ, chuột rút, yếu cơ, đau cơ, triệu chứng thần kinh, chậm chạp, hay quên. Với những người bị táo bón lâu ngày không rõ nguyên nhân thì cần đi khám xem có bị bệnh suy giáp. Một số bệnh nhân có bộ mặt tròn như mặt trăng, mi mắt bị thâm nhiễm. Khám lâm sàng, giai đoạn đầu tuyến giáp thường to, giai đoạn muộn thường không sờ thấy tuyến giáp do đã teo. Thưa bác sĩ, tiếp tục là một câu hỏi của khán giả. Vợ tôi bị suy tuyến giáp, điều trị tại bệnh viện đã đỡ nhưng mới đây lại tái phát. Bác sĩ khuyên vợ tôi nên chọn các thực phẩm chức năng để bổ sung iốt, đặc biệt là các sản phẩm có thành phần hải tảo. Cao ba trạc là những loại cung cấp nhiều iốt tự nhiên. Các loại thảo dược nêu trên có an toàn cho thai phụ không? Vâng, trước hết là tôi phải học tập ông ấy, vì tôi cũng chưa chăm sóc bà vợ tôi được như ông ấy. Và ông ấy đã đi hỏi cho vợ thì đấy là một cái rất là quý rồi. Và chắc là người vợ ấy cũng rất là hạnh phúc, còn một người chồng rất quan tâm tới sức khỏe. Thì việc mà điều trị thì theo tôi á, vợ của bạn cần phải điều trị theo cái phác đồ của thầy thuốc thuộc vào chuyên khoa về nội tiết đã hướng dẫn. Cái thứ hai là bây giờ như vậy là chắc là vợ của bạn đã đang có thai, thì mình phải quan tâm tới những cái biến chứng mà có thể xảy ra như tôi nói ở phần trên, ví dụ như là có thể nhiễm độc thai nghén, có thể là gây nên những cái bệnh lý cấp cứu trong cái quá khi lúc mà chuyển dạ, ví dụ tiền sản giật ở đấy, rồi phải là gì. Thứ hai nữa là bây giờ với những cái quan tâm như vậy thì bây giờ mình phải có những biện pháp thì bị điều trị thật đúng nghiêm túc và đưa một cái chế độ ăn nó tốt cho cả mẹ và con, đặc biệt là các yếu tố vi lượng để cho nó cung cấp mẹ và con. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị và các bạn, phụ nữ một nửa của thế giới luôn luôn được ngợi ca, được tôn vinh, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, đặc biệt là những vấn đề về sức khỏe. Nhưng mà chúng tôi vẫn cho rằng là nếu như chúng ta thật sự quan tâm tới sức khỏe của mình, chúng ta sống, sinh hoạt, làm việc điều độ và đúng, hợp lý, cùng với việc mà nếu như không may chúng ta mắc một bệnh nào đó mà chúng ta tuân thủ theo đúng cái sự hướng dẫn, quy trình của bác sĩ, thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng các bạn vẫn có thể yên tâm, lạc quan và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Chúng ta chiến thắng mọi bệnh tật, đó là điều mà chương trình mong muốn ở quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ cho chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.